Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát ấy thường tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, thì làm cho 10 lực Phật mau được viên mãn, cũng làm cho bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 tám pháp Phật bất cộng mau được viên mãn. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát ấy thường tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, thì làm cho pháp không quên mất mau được viên mãn, cũng làm cho tánh luôn luôn xả mau mau được viên mãn. Này thiện hiện, nếu đại bồ tát ấy thường tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế thì làm cho trí nhất thiết mau được viên mãn, cũng làm cho trí đạo tướng trí nhất thiết tướng mau được viên mãn. Này thiện hiện, nếu đại bồ tát ấy thường tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế thì làm cho tất cả pháp môn đà la ni mau được viên mãn, cũng làm cho tất cả pháp môn tam ma địa mau được viên mãn này thiện hiện nếu đại bồ tát ấy thường tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế thì làm cho tất cả hạnh đại bồ tát mau được viên mãn này thiện hiện nếu Đại Bồ Tát ấy thường tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế thì làm cho quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật mau được viên mãn. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát ấy thường tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế thì làm cho trí nhất thiết trí mau được viên mãn lại nữa thiện hiện nếu đại bồ tát ấy thường tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế thì thường được chư phật hộ niệm mau được viên mãn tất cả công đức nên biết đại bồ tát ấy tu hành chỗ tu hành của phật mau chứng quả vị giác ngộ cao tột này thiện hiện nên biết đại bồ tát ấy tâm ý kiên cố giả sử hữu tình ở hằng hà xa thế giới khắp mười phương đều biến làm ác ma rồi mỗi ác ma ấy lại hóa làm số ác ma đông như trước các ác ma ấy đều có vô lượng vô biên thần lực thì các ác ma như thế chẳng có thể gây trở ngại cho đại bồ tát ấy chẳng thể gây trở ngại sự tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng chẳng thể ngăn cản sở cầu chứng là quả vị giác ngộ cao tột của bồ tát lại nữa thiện hiện, hiện nếu đại bồ tát thành tựu hai pháp thì tất cả ác ma chẳng có thể cản trở phá hoại chẳng có thể cản trở sự tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng chẳng thể cản trở sở cầu chứng là quả vị giác ngộ cao tột của bồ tát hai pháp ấy là gì một là quán các pháp đều rốt ráo không hai là chẳng rời bỏ tất cả hữu tình lại nữa thiện hiện nếu đại bồ tát thành tựu hai pháp thì tất cả ác ma chẳng có thể cản trở phá hoại chẳng có thể cản trở sự tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng chẳng thể cản trở sở cầu chứng là quả vị giác ngộ cao tột của bồ tát hai pháp ấy là gì một là có thể thực hiện đúng như lời nói hai là được chư phật thường hộ niệm